Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thông minh. Video ngày hôm nay tôi sẽ nói về chủ đề các bạn xem TV càng nhiều thì sẽ giúp TV của quý vị và các bạn chạy bền hơn và giúp cho tuổi thọ của chiếc TV của quý vị và các bạn dường như là tuổi thọ sẽ cao hơn. Tại sao mà mình lại nói về điều này? Và các bạn là khách hàng, chính là các bạn mang những sản phẩm đến mình sửa thì các bạn hay nói với mình rằng chiếc TV của tôi chạy cả ngày và chúng chạy rất là nhiều và tuổi thọ của chúng thì cũng khá lâu rồi và hôm nay tôi mới mang đến anh sửa. Vậy thì tại sao những chiếc TV của quý vị các bạn chạy càng nhiều thì nó sẽ bền hơn? Còn ngược lại, những chiếc TV của quý vị các bạn mang đến tôi sửa, các bạn bảo rằng một tháng tôi sử dụng TV rất là ít nhưng mà tại sao nó rất là nhanh hỏng, mới sử dụng được hơn 2 năm, 2 đến 3 năm mà nó đã hỏng như thế này. Thực sự là rất buồn phiền, đúng không ạ? Vậy thì chính các bạn đang sử dụng những sản phẩm của TV, các bạn nghĩ sao về điều này? Các bạn hãy để lại những bình luận ở dưới để mọi người cùng biết xem sao. Vâng. Và ngoài sử dụng TV thường xuyên và các bạn sử dụng TV nhiều thì mình khuyên các bạn rằng để giúp TV của các bạn bền hơn nữa thì các bạn đừng quên mỗi khi không xem TV thì các bạn hãy tắt TV trên điều khiển từ xa. Sau đó là quý vị và các bạn đừng quên loại bỏ nguồn điện khi không xem TV. Vâng. Tại sao chúng ta cần phải làm như vậy ạ? Vâng, bởi vì những chiếc TV của quý vị các bạn hoạt động công suất cả ngày. Vâng, chúng hoạt động rất là nhiều. Sẽ làm cái linh kiện của chiếc TV này nó cũng sẽ bị già. Vâng, mặc dù thì sử dụng nhiều cũng tương đối là tốt, nhưng mà sử dụng mà không loại bỏ nguồn điện, có nghĩa là không cho TV để ở chế độ nghỉ, thì đương nhiên là những linh kiện của những chiếc TV nó dễ bị tổn thương, nó dễ bị già và nó sẽ rất là nhanh hỏng. Vì vậy mà lời khuyên của tôi, các bạn sử dụng TV cũng rất là tốt, nhưng ngược lại các bạn cần loại bỏ nguồn điện khi các bạn sử dụng tần suất TV là nhiều thì các bạn nên rút nguồn điện khi không xem TV mọi người nhá. Vâng, các bạn hãy để lại những đóng góp bằng những nhận xét bổ ích ở dưới để mọi người cũng biết, để tôi cũng biết. Tôi sẽ làm những video bổ ích nhất, chia sẻ mọi người, chia sẻ để tất cả mọi người đều biết về công nghệ hiện đại hiện nay để giúp những sản phẩm của những TV của quý vị các bạn chạy bền hơn và sẽ giúp cho khách hàng tiết kiệm được một số tiền rất là lớn khi các bạn bỏ tiền túi ra mua những sản phẩm điện tử như hiện nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.